Rồi, xin chào anh em ha. Hôm nay em mới nhận được sự tin tưởng của anh em ở Bà Rịa Vũng Tàu, anh Hoàng Cơ. Anh Hoàng Cơ ở Vũng Tàu đặt em là một máy đầu máy 3T618. 3T618 được định chủ ha. 3T618. Chọn bộ dàn cầu bao gồm turbo và xương hàng gió. Chọn bộ về cho anh đặt cano ngoài là 5m4. Đây, máy còn rất là đẹp anh em. Em quay đánh sáng anh em coi ha. Đó, cái này em đang treo lên thì hơi khó coi chút ha. Hôm nay sáng nay em bán coi như rất là may mắn, được nhận từ tin tưởng anh em ở phương xa, mà anh ở cái nãy qua ủng hộ tiếp một cái cua ta 78, và anh này ở Dũng Bà Rịa Vũng Tàu rồi đặt em một cái 3T68. Đây anh em coi ha, đây máy đẹp từng con chút ốc lên đây, đẹp cái kiểu nghĩa địa thôi chứ không phải là mới hoàn toàn 100% không có đâu nha anh em. Cái máy này nó chỉ tiếc là nó bị dốc phần nổ phần này thôi, này thì không vấn đề gì, hàng nghĩa địa thì làm sao tránh khỏi được cái chuyện đó. Này chút ốc nó đây rất là mới à, mới là mới kiểu nghĩa địa thôi anh em ơi, chứ không phải mới kiểu như trong thùng, không có nha, không có đâu, không phải không có mà hiếm hàng lắm nha, mà giá cả nó không rẻ đâu nha anh em. Đây mặt trước là mặt này mình không sơn nha anh em, nè anh em có coi xịn nè, nó bóng vậy là mà em rửa xong rồi xịt dầu ha, chứ đây nó còn sình bùn vậy đâu, không phải là dạng sơn nha anh em. Máy liền liền lạc, sình bùn chốt góc. Rồi cảm ơn anh em gần xa tin tưởng và ủng hộ bên kênh của em ha, và bên xưởng tiện của em. Cảm ơn anh em.